Trước thực trạng xuống cấp đường thanh niên địa bàn phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp phép cho Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang tiến hành cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng chiều dài trên 400 m, chiều rộng mặt đường từ 4 đến 6 m, kết cấu mặt đường thảm nhựa bê tông. Trên tuyến xây dựng một cống ngang thoát nước, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Đây là tuyến giao thông nội thị có mật độ phương tiện lưu thông lớn, lại là tuyến đường có nhiều trường học. Bởi vậy, việc nâng cấp cải tạo tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông của thành phố mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm nay.